Đô Mỹ Trúc lộ diện, đăng status gây bão sau scandal lột mặt nạ Ngô Diệc Phàm. Bê bối tình ái chấn động của Ngô Diệc Phàm suốt 2 tuần qua khiến làng giải trí châu Á chao đảo. Chẳng ai có thể ngờ rằng Mỹ Nam đình đám này mất trắng sự nghiệp, thân bại danh liệt chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, chỉ vì một nàng hot girl mới 19 tuổi có tên Đô Mỹ Trúc. Sau loạt drama, Đô Mỹ Trúc bỗng dưng im hơi lặng tiếng suốt hơn một tuần trời khiến bao người lo lắng. Tuy nhiên, tới tối muộn ngày 29 tháng 7, cô nàng gây xôn xao khi đăng tải bức ảnh chụp selfie đầu tiên lên Weibo. Dòng nhắn của hot girl này còn gây chú ý hơn. Nếu như trái tim hướng về phía mặt trời, thì nỗi buồn trở nên vô nghĩa. Nụ cười ấm áp, tuổi trẻ này vẫn chưa kết thúc. Từ cô gái vô danh, Mỹ Trúc thu hút quan tâm lớn từ khán giả, có hàng triệu fan trên Weibo. Mỗi bài đăng của cô nhận được hàng trăm nghìn bình luận. Nhiều netizen nhận xét rằng dường như Đô Mỹ Trúc đang có tâm trạng rất thoải mái. Dung dăng giữa Mỹ Trúc và nam ca sĩ khởi nguồn cuối năm 2020 khi quản lý của Ngô Diệc Phàm liên lạc với Đô Mỹ Trúc gọi cô tới nhà Diệc Phàm bàn chuyện đóng MV. Ở đây Mỹ Trúc dự tiệc cùng ca sĩ và khoảng 10 người khác. Sau buổi tiệc, khách mời rời nhà Ngô Diệc Phàm còn Đô Mỹ Trúc ở lại, quan hệ với anh. Lúc này cô đã đủ 18 tuổi. Chiều hôm sau, Đô Mỹ Trúc ăn cơm ở nhà ca sĩ rồi đi về. Hai người lưu số điện thoại liên lạc. Ngày 8 tháng 12 năm 2020, Ngô Diệc Phàm chuyển cho bạn tình 32.000 nhân dân tệ, 133 triệu đồng để cô mua sắm. Cảnh sát chưa công bố Đô Mỹ Trúc tự nguyện quan hệ với Diệc Phàm hay bị anh cưỡng bức trong lúc say, nhưng trên trang cá nhân tối 22 tháng 7, cô viết không biết uống rượu, bị những người trên bàn tiệc chuốc say tới bất tỉnh. Tiếp đó, quản lý của Diệc Phàm đưa cô vào phòng nam ca sĩ. Tôi không chủ động đến nhà anh ta, không cố tình ở lại nhà anh ta, Mỹ Trúc viết. Cô cho biết Diệc Phàm hứa chịu trách nhiệm mua đồ cho cô, vì thế cô yên tâm về nhà. Nhưng vài tháng sau, Ngô Diệc Phàm qua lại với người khác, lạnh lùng với cô. Theo cảnh sát, Đô Mỹ Trúc tố cáo Ngô Diệc Phàm dụ dỗ người vị thành niên lên giường, nhưng đến nay chưa có nạn nhân nào báo án. Hơn nữa, nếu có người báo án, việc tìm kiếm chứng cứ rất khó khăn vì sự việc đã qua thời gian dài. Trên Sina, một luật sư phân tích nếu Ngô Diệc Phàm được xác định vô tội, Đô Mỹ Trúc chịu trách nhiệm trước pháp luật vì vu khống bôi nhọ người khác. Nếu nam ca sĩ vi phạm, anh đối diện án tù trên 10 năm. Hiện tại, phía Ngô Diệc Phàm vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin phản hồi nào về cuộc sống hiện tại cũng như tiến trình giải quyết vụ việc. CNET vẫn đang mong chờ kết quả từ phía cảnh sát và tòa án. Một tuần sau khi bùng nổ scandal, Ngô Diệc Phàm dăng bẫy tìm cách đưa nhiều cô gái trẻ vào chồng. Cựu thành viên EXO đang đối mặt với cảnh thân bại danh liệt. Chưa nói đến hàng loạt hợp đồng quảng cáo đã hủy bỏ giữa chừng, thì phim cổ trang Thanh Trâm Hành đóng cùng Dương Tử có nguy cơ phải xếp kho mãi mãi vì bê bối của Ngô Diệc Phàm. Hợp đồng giữa Ngô Diệc Phàm và nhà sản xuất Thanh Trâm Hành chắc chắn có điều khoản diễn viên trong phim phải đền bù thiệt hại nếu gây rắc rối ảnh hưởng đến dự án. Vì thế mà nam ca sĩ sẽ phải bồi thường khoản tiền cực lớn cho bộ phim Thanh Trâm Hành. Một nguồn tin từ trong giới showbiz cho biết Ngô Diệc Phàm đang tiến hành thẩm định các bất động sản mình đang sở hữu. Đây là việc mà những người muốn bán nhà đều phải làm để định giá tài sản. Nghĩa là Ngô Diệc Phàm đang tính chuyện bán nhà. Trước đó, nam ca sĩ cũng dính tin đồn đã tẩu tán vội vàng chiếc siêu xe Porsche đắt giá, rất có thể cũng để lấy tiền đền bù các hợp đồng đã ký. Tuy mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn, còn Ngô Diệc Phàm và phòng làm việc chưa có phản hồi gì thêm về scandal này, nhưng netizen tin rằng không có lửa làm sao có khói. Nhưng việc phá sản, sự nghiệp chấm dứt chưa phải là điều đáng sợ nhất đối với Ngô Diệc Phàm lúc này, bởi cảnh sát vẫn đang điều tra lời tố cáo của Đô Mỹ Trúc về việc Ngô Diệc Phàm từng có quan hệ tình cảm với các thiếu nữ vị thành niên. Nếu điều này là thật thì nguy cơ nam ca sĩ phải ngồi tù là rất cao.